Như vậy là cuộc đối đầu giữa Maryland Quy Nhơn Bình Định và Sông Lam Ngan đã bắt đầu. Các cầu thủ Maryland Quy Nhơn Bình Định với trang phục màu vàng trắng sẽ bảo vệ cầu môn phía bên phải mà nhỏ quý vị và các bạn. Với việc chiến thắng quan trọng trước đối thủ Cơ Động Khánh Hòa được coi là trận đấu chung kết ngược, các cầu thủ Sông Lam Ngan đang thi đấu tự tin. Đánh đầu! Ola! 1-0 dành cho Sông Lam Ngan. Thật sự bất ngờ. Ở phút thứ 6 thì Ola đã lập công. Quá bất ngờ. Chúng ta có thể thấy các cầu thủ Sông Lam Ngan họ đã nhập cuộc tự tin như thế nào. Đến pha dứt điểm thứ 2 thì các cầu thủ Sông Lam Ngan đã có bàn thắng mở tỷ số của Ola. Chuyền của Cao Văn Triển. Đức Lợi. Đường chuyền dài của Đức Lợi. Ngay sau đó thì Văn Đức cũng đã giành được bóng rồi. Pha tạt bóng vào trong. Đây là cơ hội. Đánh đá cơ vào. Thêm một pha dứt điểm nữa vào. Alan người đã lập công và giúp cho đội chủ nhà có bàn thắng quân bình tỷ số ở phút thứ 16. Hai ngoại binh của hai câu lạc bộ cũng đã lập công. Phần này vừa rồi đó là Arthur, người cũng có mặt ở trong trận đấu ngày hôm nay. Khá nhiều những đường chuyển hỏng của các cầu thủ bên phía đội chủ nhà và nó tạo điều kiện cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An tổ chức tấn công. Đây là cơ hội tuyến hai. Đó là những sai lầm của các cầu thủ Maryland Quy Nhơn Bình Định và đây bị trả giá. Người ghi bàn đó là Quang Vinh. Lần thứ hai Sông Lam Nghệ An vươn lên. Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã tận dụng tốt cơ hội của mình để ghi bàn thắng và đó cũng là bàn thắng thứ hai của Quang Vinh ghi được ở mùa giải này. Văn Lương, Olaha, Văn Lương không vào. Quá đáng tiếc cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Đây là Alan Sĩ Hoàng. Dứt điểm không vào. Quá đáng tiếc trong pha bóng vừa rồi. Alan đã có đường căng ngang tuyệt vời. Trước đó là hai trận hòa. Olaha dứt điểm không vào. Đó là phản xạ tuyệt vời của Đặng Văn Lâm. Olaha bóng vẫn trong sân. Olaha đường chuyền cơ hội không vào. Quá đáng tiếc. Như vậy là tiếng còi của trọng tài Lê Vũ Linh kết thúc trận đấu. Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã giành thắng 2-1 trước Maryland Quy Nhơn Bình Định. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.